Thôi làm chuột đi. Đấy, cô chưa gì đã Đấy, chuột có mỗi chuột hai anh đã em bây giờ, một người đang can men, còn một này. người phải tự Đấy. uống. Chuột đồng hồ ăn nó hấp dẫn nhỉ. Sáng đến này toàn lại ra ngó cái bẫy này cả nhà. Con này to phết này. Cứ đầu khoảng tầm 5-6 con như này là thịt ngon. Kẹp này kẹp đúng vào chân và đùi không chạy được. Vừa mình ngó ở cái bẫy kia thì nó lại bị mất một chân, nó chạy mất. Bây giờ mình bắt con này vào cho chạy thoải mái. Rất to, kéo vàng. Đấy. Đây chạy đi đâu được. Đây đoàn là sáng bắt một con ở chỗ này cả nhà. Chiều nó lại vào chỗ này tiếp này. Chính đầu con này, này chỗ này bẫy là chỗ này là được hai con cả nhà. Tần to này. Trong một đôi của nó này. To thế. Này rất to cả nhà. Vất vả. Đi bắt về đấy cả nhà. Đấy mình bẫy được đấy, tối chỗ này được có 6-7 con thôi. To phết đấy. Đi chú nghĩa tổng hợp đến thịt thế là uống rượu làm cái món gọi là thịt chuột hấp. Lá cải đắng với cả sả. Ngon tuyệt vời mặt trời, chuột đầu mùa đấy cả nhà. Được có 7 con to. Chuột sôi rồi cả nhà. tắt đi. Sắp được đến nơi. Ngon lắm vậy, thơm phức. Mình đun với cả cải mới sả này. Đấy mới mướp. Mướp bao tử mới cả mướp nữa. Đủ ngon hấp dẫn. Đấy. Chín chưa? Cái gì? Chín chưa? Ui giời ơi, chín chưa sẽ nhanh rồi, có người còn dư. Nhanh còn dư. Ngọt lắm cả nhà. Nước miếng rồi. Xe chứ mỗi ô tô to đi mà không vừa, chứ còn xe máy thì... Canh mướp thì chả ngon. Con này nó cong hẳn lên nhỉ. Tuyệt vời. Ôi giời. Quá hấp dẫn. Chuột đầu mùa cái nằm bát này là tuyệt vời ở mặt trời. Đấy. Ngon thế. Quá hấp dẫn. Nước miếng luôn nhỉ. Thì chuột đầu mùa băm vào cái thớt gọi là ôi ôi này. Kêu cái keng ui rồi. Rồi làm một đĩa đấy là tuyệt vời. Đấy, đầu mùa thì nói chung là nó chưa sẵn lắm, nó mới sang tháng 10, tháng 11 cơ, thì tháng 11 thì nó mới nhiều chuột mới sẵn. Tầm này bắt được như này là ăn lắm rồi. Mình tranh thủ mình tối đến mình đi bẫy rồi nhỉ, cho vào cái bẫy kiềng. Thế là bẫy được 6-7 con đấy, làm một đĩa. Ngon, tuyệt vời. Đấy, úi giời. Tiến này về sớm à? Đâu Tiến nghỉ rồi. Mẹ mất, mẹ mất bạn thì sao nhỉ nào? Đấy, úi giời. Mẹ mất. Ở đấy ít gái quá. Ít gái quá nghỉ. Ít gái. Nhiều gái. Ít gái. Ít gái nói như thế này. Ít gái. Ít gái quá.
đấy, xong đấy cả nhà, quá tuyệt vời luôn này. Bây giờ với cơm đây, tôi phải con chuột đã. Ở làm chuột đi. Đấy, cô chưa gì đã chuột. Có mỗi anh em bây giờ một người đang can men, còn một người phải đấy, tự uống. Chuột đầu mùa ăn nó hấp dẫn nhỉ. À. Ui rồi. Ngon nhỉ. Ngon nước miếng luôn. Làm miếng ướp này. Ui giời. Ôi cái này gắt không chấm thì cứ rúm một rúm rồi bỏ vào cất ở đây. Đây. Nhanh. Đấy. Giòn tàn nhà như anh ngô nhỉ, mình rớt nước miếng sợ thật, ngay cả xương, ngay cả xương luôn, quá ngon và hấp dẫn này nhỉ. Thịt chuột đầu mùa đây, giàu chua cả ăn thơm ngon của nước miếng luôn này, ăn với cả dưa chua quá là đặc chuẩn, bắt toàn lấy thì ngon của đỉnh thôi, quá đỉnh. Lúc tục cho nó nóng cả nhà này, hấp dẫn. Ủa cái bạn là cái rồi. Thế cái đoạn ba chỉ à? Thế cái đoạn là cổ, gần cổ. Bối này chứ mình rúng gì mình rồi. Nghe đi. Ít ớt nào ý. Đầy ớt. Đầy ớt chanh cay lắm. Em bị làm miếng ba chỉ. Làm chỉ dưa phải cho đỡ ngớn. Ui dồi, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Quá ngon luôn. Quá ngon cả nhà. Lâu thì... ngon thật đấy. Lâu không ăn cái món chuột này nó là quá hấp dẫn. Đấy cái vịt quay còn quên thì không ăn kìa. Nguyên xì. Quên cả vịt quay. Ăn miếng to cay quá. Mà cái rượu vào đây hãm cay, cay nhập cay. Cánh đắng. À. Nói chung là cái món thịt chuột này rất chi là hấp dẫn cả nhà. Nay toàn đi bắt được thì nói chung là cũng không được nhiều lắm, được một đĩa này thôi. Đấy, gọi là cả nhà ngồi thưởng thức. Toàn thích à? Đã quên bẫy à? Ừ, bác cấm đánh bẫy này. Bác đi bẫy, bẫy được. Dồn mấy ngày mới được đấy. Hai ngày, hai ba ngày mới được. Mỗi ngày được có hai con. Tầm này chuột nó vẫn đang chưa to lắm. Nên là chỉ bắt được con to rồi, con bé không bắt. Cấm đây. Đấy. Chấm chuột. Chấm này nữa. Anh này chấm chuột ngon. Chấm thần thánh. Chấm thần thánh cay lắm. Chua chua cay cay ngon. Mày ăn vịt đi. Giòn tan luôn. Ăn một hai cái đùng ăn vịt đi. Ui giời, tiếp tục không nó nguội. Ui giời. Đây, tầm cái táng này. Đấy. Thì vịt ngon nên là quên cả vịt quay. Quên cả vịt quay. Ngon, mày ăn chuột nó quên cả vịt. Mẹ sao chị chế, cái chú cái chấm. Xin mời mọi người. À. Wow, mình. Cái gì chấm cày à, chà mấy đùi rồi. Chà mấy đùi rồi, chà không ăn. Tiến làm miếng đấy ngon đấy, xin mời đại gia đình các. Mời nào. Ui giời, ngon thật đấy, cảm giác nó ngậy phải không. Ăn cắm ngoài chà. À chà ăn ra không con? Làm miếng là vịt quay cái cổ cho đời bớt khổ này. Đấy. Cái câu đấy không lộ nó. Làm miếng vịt quay.
Đấy, làm miếng, cô khuyên làm miếng. Ừ, rồi. Cứ ba chỉ mà diễn cho nó ngậy. Thế đùi rồi. Đây này. Cứ ba chỉ mà diễn. Nhá. Ngon quá. Ngon quá. Ăn thịt miếng dừa này, chua. Ăn thịt chua. Đây còn cái đùi bé đâu này. Không phải là ngon quá mà quá ngon. Rất ngon. Cái đùi bé đâu. Hết đùi to rồi nhá. Mai bố lại đi bắt tiếp. Mai bác lại đi bắt tiếp. Xong rồi bác lại dồn đùi cho. Rau được thì rau phải rau. Thịt chuột. Tiếp tục. Đấy. Chấm với nước thần thánh. Đấy ngon. Chấm nhiều vào. Còn ăn gì quay. Đúng rồi. Đấy. Dưa chua. Kèm với cả miếng dưa chua nữa. Hấp dẫn. Ăn nó đủ vị. Ngon. Nó không ngấy. Đấy, hôm nay nên toàn bắt được mấy con nhà 6-7 con ấy, thì làm một đĩa này nhưng vẫn nói chung là cũng không được ăn thoải mái cho lắm cả nhà, nhưng mà thôi bắt được từ nào ăn từ đấy, làm cái video chia sẻ mọi người xem đấy, thì mới mua thêm cái một con vịt quay nữa đấy, là cả nhà thưởng thức mâm cơm gia đình đấy, là có món đặc sản đấy. Là thôi video nó có thời lượng, mình xin tạm dừng clip đây, hẹn cả nhà đến clip tiếp theo nha. Mọi người cho mình một like và đăng ký để mình đi bắt được những con chuột gọi là to nhất để cho cả nhà xem. Chào cả nhà các nhà. Thank you mọi người rất nhiều. Rồi, chào cả nhà. Thank you mọi người. Thank you.